Trưa 13 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường DT741 đoạn qua ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, khiến nhiều người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, xe container kéo theo rơ móc biển kiểm soát 60R lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Bình Dương. Khi đến ngã ba thuộc ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến thì bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 61C và xe ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 64A, chưa rõ người điều khiển, đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe container mất lái, tông thẳng vào giải phân cách, tông gãy trụ đèn đường giữa đường và bốc cháy sau đó. Riêng chiếc xe tải tiếp tục bị đẩy sang đường đối diện, va chạm trực diện với chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Phương Trang biển kiểm soát 51B. Trên xe chở hơn 20 hành khách lưu thông theo chiều ngược lại, khiến xe tải bị biến dạng hoàn toàn phần đầu và xe khách cũng bị hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn khiến hơn 10 người bị thương, trong đó, 2 người trên xe tải và một số người trên xe khách bị thương nặng, chiếc xe 5 chỗ cũng bị hư hỏng. Lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương tích cực xử lý hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.